Xin chào các bạn. Hôm nay mình có nhận chiếc A7 nhé. Bị rớt nước. Mất nguồn các bạn. A7 2018 của hãng Samsung các bạn. Máy có cấu hình cũng khá tốt các bạn. Giờ vào cài đặt ha. Rồi đặt nó xem thôi, các cái giới thiệu của máy. Rồi thông tin đây. Đó. Ký hiệu là A750. Đó là A7 2018 đó các bạn. Ở trên nó để cái A7 nè. Cái nó một A7 2018 nè. Mã máy là A750. Đằng dưới là số email và số seri của máy. Phần mềm. Đây thông tin phần mềm. Phần mềm phiên bản Android 9, phần mềm Android 9. Đó các bạn. Rồi, giờ nói về cấu tạo bên trong máy nha các bạn. Đây. Thì cấu tạo máy gồm có camera trước là một camera các bạn, còn camera sau thì nó có đến cả 3 camera. Đó. Đây rồi mình máy đã tháo sẵn rồi, giờ mình cho các bạn xem là thấp bên trong nha. Còn cái sự phần dược phần mềm và sử dụng máy thì cái đó chắc có mọi người đã biết hết rồi. Giờ mình muốn giới thiệu với các bạn cái nội thất bên trong của máy thôi. Thì máy thì mình mở ra bằng cách thì tháo nắp lưng này các bạn. Cái lưng này dán keo. Bằng keo này mình để cho lên một cái máy nhiệt cho nó nóng thì sau đó mình mở nắp lưng này ra. Mở lưng ra sau đó thì phía dưới nắp lưng này có máy có dàn ốc các bạn. Để mình tháo ra nha. Đây. Đó mình tháo ra như thế này. Đó như thế này thì nắp lưng nó được tách ra. Nắp lưng này bằng kính các bạn. Rồi. Đây là phần ốc tán mình đã dặn ra xong hết rồi. Để mở cho nhanh cho các bạn xem luôn. Đó. Rồi. Đây là cấu tạo nội thất bên trong của Samsung A7 2018. Đây có camera có miếng chiều sâu các bạn. Để chiều sâu như cái nền đó các bạn. Đó còn 5 megapixel. Ở đây camera chính. Camera chính thì 24 megapixel. Còn đây camera góc rộng, nghĩa là hỗ trợ cho hình góc rộng các bạn. Thì camera này 8 megapixel. Đó. Camera trước đây các bạn. Đây trước đây là khoảng cách nối camera trước. Rồi này loa nghe. Đó loa nghe để các bạn đồng thoại. Đó nói là loa thì nó nói lên luôn mic luôn. Đây mic. Mic để chúng ta đồng thoại để nói chuyện các bạn hoặc coi phim gì đó. Ở đây bằng gung. USB stand. Để kết nối tai nghe. Phần này là loa ngoài hoặc là gọi là chuông. Đó. Đây, cáp kết nối sạc, loa nghe và một số chức năng khác thì mình bây giờ vừa giới thiệu xong. Thì đây là còn cái đây còn đây là cáp kết nối màn hình các bạn. Đó. Rồi đây là IC cấp nguồn cho máy. Đây cấp nguồn cho máy. Còn khu vực này là bằng sóng. Thì đó khi hư hỏng sóng thì chúng ta sẽ sửa chữa phần này, can thiệp phần này. Còn khi mất nguồn thì ta kiểm tra phần nguồn này, IC nguồn này hoặc là bị pin gì đó. Thì pin mà không cấp không có năng lượng thì cũng không thấy không có nguồn hoạt động các bạn. Đó thì đây là IC quản lý nguồn, cấp nguồn. Đó. Đây đèn LED. Đó tôi chụp hình vào ban đêm. Đó. Rồi. À, mình lật ngược cái mặt qua kia cho các bạn xem nha. Đây, đây. Đây thì có một này thì có rồi có CPU nè các bạn. CPU Exynos của hãng Samsung phát triển. Đó. Phần này là IC sạc các bạn. Đó. Đây là công biến tiềm cận. Biến tiềm cận thì công biến tiềm cận này nè các bạn thì khi chúng ta gọi điện á. Rồi điện khi chúng ta đưa máy lên mặt thì máy sẽ tự tắt màn hình đi để không cho cảm ứng nó nhảy lung tung các bạn. Đây là cảm ứng tiềm cận. Đây là camera trước. Rồi, đây là socket kết nối của phần camera sau. Đó, này là mặt ngược lại nè, là thấy cái kết nối. Rồi. Rồi, đó là phần cấu tạo của máy đó các bạn. Cấu bên trong máy có nhiều chức năng đó các bạn. Rồi. Cái phần pin thì dung lượng pin thì là 3300 mAh các bạn. Máy này xài khá ổn pin các bạn. Mình xài mình có theo dõi thì máy cầm pin khá là tốt. Thời gian sử dụng khá là lâu. Đó. Rồi wifi cũng mạnh luôn. Nói chung là về hoàn thiện khá là tốt. Đó là một số cái mình chia sẻ với các bạn về cấu hình bên trong của cái máy A7 2018. Rồi còn các cái phần mềm thì nó cũng tương tự như máy khác thôi các bạn. Rồi clip này xin hết nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip khác. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem clip.